Kính chào tất cả mọi người nhé. Tôi vừa đi siêu thị bán đồ châu Á về, nhất là đồ Việt Nam. Thì chai xì dầu Chinsu này, chai rất là to, nửa lít. Chai này ở bên này có giá là 59k, nhưng mà tôi là người Việt nên được hạ giá còn 50k. Đấy, 50k chai nhé. Còn đây là chai cà pháo này. Chai cà pháo này 69k nhé. Thì tôi được hạ giá còn 60k. À 59 hạ giá còn 50k này vậy. Còn tiếp theo, đây là một hộp riêu cua nhé. Hộp này là 50k. Thế là tổng cộng này 50 này, 50-100 này, 150 này. Và một mớ rau này bên này ở Braha Cộng Hòa Séc này, thì trong siêu thị châu Á là cũng có rau này nhé. Là rau mồng tơi nhé, người ta cũng trồng được. Mớ rau này có giá là 30k. Thế là tổng cộng rau này và mấy thứ đồ này là 180 kurun. Thì tính ra tiền Việt là vào khoảng là 180.000 tiền Việt nhé. Thế mọi người xem là đắt hay rẻ so với ở Việt Nam. Bát canh cua mùng tơi thành phẩm, gạch cua nhá, rất nhiều luôn. Không biết là ai ở Cộng Hòa Séc không phải ai cũng biết nấu món này nhá. Canh mùng tơi cua quá đẳng cấp. Mọi người thấy không, dịch đã tay uống bia mầm đấy. Dân Séc này là rất thích uống bia. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 21, hôm nay chuyển nhà mới. Thì cái nhà tôi đang ở là nhà chung cư, còn chuyển ra nhà mới là nhà ở Việt Nam gọi là nhà phân lô ấy. Thì khi nào chuyển xong tôi sẽ quay video cho mọi người xem nhà phân lô ở bên Cộng hòa Séc này nó như nào. Đi ở nhà mới, chính thức chia tay ở chỗ này. Chỗ này là Braha 9 Cherny 1 nhé. Bác nào mà ở đây rồi thì biết. Tạm biệt khu này. Tôi ở đây khá lâu rồi nên tạm biệt nó cũng hơi bị nhiều lưu luyến đấy. Một chút khung cảnh ở chỗ này. Chỗ này toàn nhà chung cư thôi. Nhà bác nào còn trồng rau ở đây. Rau thơm này, húng này, rau bí này. Cải thiện rau thêm, phía trong rau tía tô. Tạm biệt ngôi nhà, nhiều kỷ niệm này. Thì do anh chị ở cùng tôi mua, tôi chỉ là ở ké thôi. Thì bây giờ tôi sẽ review cho mọi người biết là căn nhà ở Việt Nam gọi là căn nhà đất phân lô ấy, thì ở bên này có khác gì ở Việt Nam hay không. Ngoài đường xe đi hơi nhiều nên là tiếng ầm mọi người thông cảm. Thì đây là cửa chính, phía ngoài là mặt đường. Thì khi bước vào thì có một cái hàng rào nhỏ đây, hàng rào cây thông nhỏ nhỏ. Chỗ này phía trước kia là gara xe ô tô. Chỗ này mình để được một xe ở đấy, có thể một xe nữa, hai xe nữa ngoài này. Đây là mặt bên hông của ngôi nhà. Đấy, đi sang bên này là đường nhỏ nhỏ. Mình đi vào bên trong. Ở kia là cổng, còn đây là bên trong gara. Gara có thể đi cửa này được. Trong gara thì hiện tại đang để đồ linh tinh thôi. Còn đây là khoảng sân vườn có thảm cỏ này. Phía đằng kia là cây anh đào, cây này là cái gì tôi không biết. Còn đâu ở đây là có một chỗ ngoài trời để tổ chức tiệc thịt nướng đấy, có sẵn cái lò ấy rồi. Nhà này là mua lại của Tây nhé. Hàng rào nhà bên cạnh. Đấy. Chỗ kia cũng có một cái kho. Kia là chuồng chó.
Còn đi sang bên này thì có một cái vườn rau ngoài trời, nhiều cái nhà kính để trồng rau. Và hiện tại đây nó nhổ hết rồi, mình phải trồng lại. Kia là bên cạnh nhà hàng xóm. Đây là nhà nhìn từ phía vườn vào. Nhà bên tây nó chỉ thấp thấp này thôi, mà nhà này là 2 tầng. Đây là cây anh đào nhé mọi người nhá. Anh đào có quả luôn này, mọi người thấy không? Quả nó bị thối mất rồi. Rụng hết rồi. Ít quả, đây có quả. Bị thối. Âm thanh hơi ồn, mọi người thông cảm nhé. Để bên cạnh chúng nó đang làm cái gì. Nhà trồng rau trong kính này. Nhà thịt nướng này, tiếp theo là gara này. Và tiếp theo là bên trong là nhà ở này. Nhà ở thì có một phòng ngoài này, nhỏ nhỏ. Chỗ này là kho này. Đâu vườn chỗ này, thích trồng gì trồng. Rất là thoáng mát. Buổi sáng thì ở đây thì hơi lạnh. Nó như kiểu là trời mùa thu ấy. Trước cửa nhà này là có một cái vườn nho nhỏ này. Chỗ này là cái giếng nhé. Giếng này để lấy nước tưới cây. Vườn nho nhỏ này. Kia là lối vào chính nhé. Mở cửa là đi vào nhà. Giờ chúng ta sẽ vào nhà xem nhé. Chỗ này là một cái phòng như kiểu là sau này sẽ để giày dép vào đây. Đây phía trong này là phía toilet. Toilet bồn tắm đứng. Đây là có một phòng ngủ ấy, nhưng mà đang có người ngủ trong, tôi không dám vào. Ngay cạnh một phòng ngủ đây có một cái kho này. Đây cũng có một cái kho nhỏ nhỏ, hơi tối tí. Đây là có một phòng bếp này. Đấy, đồ đạc đang vứt đầy đây. Phòng bếp. Kế bên phòng bếp thì chắc là phòng khách. Và đây là phòng khách này. Kế tiếp bên này nữa thì là một phòng ngủ khá rộng, như kiểu là phòng ngủ master ấy, kiểu thế. Đây là nhà tây trước nó sơn. Cửa sổ ở đây là nhìn ra đường. Đó, mọi người thấy không? Kia là ngoài đường, xe chạy vào của mình.
cửa này có thể vào được hoặc là mình có thể đi cửa này được. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2 để xem. Đây là khu tầng 2. Tầng 2 thì phòng đầu tiên. Đây là phòng, đây là chỗ tôi ngủ này. Thì bây giờ đang ngủ tạm thời đây thôi. Một phòng rất rộng. Phòng bên này, phòng bên này cũng khá rộng. Ngày trước Tây nó để là một cái bếp ở trên, ở trên này, nhưng mà chắc là chỗ này sẽ bỏ đi để bạn ông anh sẽ làm phòng thờ ở đây. Nghe là thế tôi không biết. Đây là sổ, cửa sổ như kiểu cửa sổ lấy ánh sáng ngoài trời, nhưng mà nó liền với mái, nhìn ra ngoài đường. Thế xe chạy mầm thôi. Không gian của Tây này rất nhiều cửa sổ. Đó, từ trên này nhìn xuống dưới được. Cổng chính vào. Thế này ta ra để xem vườn sau đây. Vườn của Tây làm có rất nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng. Bây giờ đến phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo thì ở trên này nó có 1, 2, 3, 3 phòng. Này hai ông cháu đang ngủ mà. Đằng kia nhìn ra vườn. Một cái phòng nhỏ để máy giặt và phơi quần áo ở đây. Đây cũng có ung cửa sổ nhìn ra vườn. Đấy. Rất là đẹp. Người theo. Còn đây là một cái nhà tắm và toilet đi vệ sinh. Rất đơn giản thôi. Một cái bồn, một cái lavabo rửa mặt, một cái vệ sĩ. À, cái này của Tây ngày trước nó để lại nhé. Chắc mình chỉ sửa lại chút thôi là ở thôi. Đây, mọi người biết dầu gội đầu chưa? Thái Dương nhé. Rồi, tạm thời thế. Đấy, lên tầng 2 thế là hết rồi. Không còn tầng thượng nữa, tại vì trên này là mái luôn rồi. Tạm thời tôi chỉ giới thiệu cho mọi người căn nhà phân lô ở bên Cộng hòa Séc này nó như thế nào. Thì bao giờ sửa xong mà ở ổn định thì tôi sẽ cho mọi người xem video khác nữa. Nó bây giờ tạm thời là như vậy. Đấy, nhà thì tầng 1 nó chỉ một phòng, hai phòng ngủ này, công trình phụ này, bếp này, phòng khách này, ở trên gác là có 3 phòng với cả công trình phụ. Đấy, nhà bên Tây rất là đơn giản thế thôi. Còn đâu cái không gian ở ngoài này thì rất là rộng và thoáng. Vườn tược. Và cái chỗ này là chỗ nướng thịt, tụ tập bạn bè. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem video đến giây phút này. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi. Và chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. A hôi tất cả mọi người. Kia là căn nhà nha mọi người nhé, nhìn từ ngoài đường vào. Đó, tôi đang đứng ở bên này đường. Đây là mặt
tiền của ngôi nhà nhá. Mọi người thấy có đẹp không thì cho ý kiến ở comment ở phía dưới nhá. À quên mất, giá của căn nhà này ấy, thì anh chị mua là mua trả góp. Tổng trị giá của căn nhà này là khoảng trên 12 triệu krum, thì tính ra tiền Việt là khoảng tầm là trên 12 tỷ. Đấy, 12 tỷ căn nhà nhá, mọi người thấy giá đắt hay là rẻ cho ý kiến ở dưới nhá. Bây giờ tôi phải đi làm đây.